thì không, có hay không mình cũng đều ăn được. Cháu báo hai lần rồi, báo vụ gì vậy bạn? Tiếp tục ăn canh bông bí. Chú sinh năm bao nhiêu vậy? Chú sinh năm 85 bạn nhé. Chú ăn khỏe quá. Ăn mạnh như trâu. Còn ăn được là còn mừng. Chú có con chưa? Có hai thằng trai nha bạn, 10, 12 tuổi. Cháu ấn hai lần rồi. Bạn ấn vào đâu hai lần bạn? Con cá điêu hồng cũng khá to. Chú không ăn với cơm hả? Không bạn, bữa nay đồ ăn nhiều không ăn cơm đâu. Với lại mới nãy có ăn bánh khọt rồi, cho nên bỏ cơm cũng được. Ăn cơm nữa ăn sao nổi. Còn vợ sinh năm bao nhiêu ạ? Vợ của mình bằng tuổi mình nha bạn. Sinh năm 1985 luôn. Vậy chú 39 tuổi hả? Đúng rồi bạn, 38, 39 gì đó bạn. Năm nay năm 23, vậy là chắc 38 tuổi. Riết rồi mình cũng không quan tâm tuổi bao nhiêu bạn. Chủ yếu quan tâm mình làm được gì thôi, chứ còn tuổi nhiêu giờ hết quan trọng. Cá điêu hồng chiên xù
Giòn giòn ngon quá. Đúng rồi bạn. Đặc biệt là ăn không không cần ăn với cơm nữa, ngon dữ nữa. Nhưng mà ăn này là phải cẩn thận nha bạn, coi chừng mắc xương á, xương nhiều lắm. Giống như mình đang like mà mắc xương cái là kỹ like luôn. Hai bé không ăn cùng chú à? Không bạn. Mình cho nó ăn trước rồi cho nó ra trước chơi à. Mình mới có thời gian ngồi ăn chứ có hai nó đây lu su bu vậy. Chồng ăn cẩn thận nha anh biết rồi. Còn chú có biết chú livestream chơi với TikTok không chú? Biết chứ bạn. Chính tụi nó kêu mình livestream thử mà. Chứ trước giờ mình đâu có livestream. Nó tụi nó coi TikTok thấy người ta livestream ăn uống ăn mâm bự 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 thôi. Hoặc là thiệt chua thiệt cay để câu view hay gì đó. Nhưng mà mình thì mình không có làm vậy. Mình ăn sao mình quay vậy thôi, ăn vừa thôi. Vợ chú đó hả? Đúng rồi bạn, Châu Thế Hiền là vợ chú á. Chú ở đâu vậy chú? Mình ở Lấp Vò, Đồng Tháp nha bạn. Gì đó, mình nghe nói dân mà làm nghề đánh cá, người ta ăn cá xong người ta không có lặt qua nha bạn. Mà là người ta dở cái xương người ta bỏ, người ta ăn lớp dưới. Còn mình không có đánh cá, mình lặt thoải mái. Hai chú chào bạn. Tối ăn cơm chưa bạn? Mặn đâu ra nhiều vậy chú? Vợ chú đi chợ mua về rồi để ăn từ từ, chừng nào hết thì mua nữa. Mua về trước tiên cúng ông địa, cúng ông địa được lần mình để mình ăn. Hai chú chào bạn. Tối ăn cơm chưa bạn?
con đang ăn với chân gà. Ồ, ngon vậy bạn. Mình cũng khoái chân gà hấp hành. Cái này nấu lẩu nhức nách. Đúng rồi bạn. Cá điêu hồng mà nấu lẩu chua, lẩu Thái được. Nói chung là giống như canh chua vậy đó. Ăn nó cũng ngon. Đổi qua đổi lại. Có khi nó canh chua, có khi chiên. Chủ yếu là cá to rồi tươi thì làm gì nó cũng ngon. Ăn gì vậy? Ăn ăn tùm lum hết bạn ơi. Ăn cá điêu hồng chiên, canh bông bí rợ nấu, canh bông bí rợ. Rồi ăn mặn với muối ớt. Mới nãy có ăn bánh khọt nữa mà bánh khọt ăn hết rồi. Con anh đâu rồi? Mấy đứa nhỏ cho ra ngoài trước chơi rồi bạn. Ở đây lu bu quá. Ăn không yên đâu. Mình livestream nó ngồi nó nhìn nó cười hoài. Hai chú chào bạn. Ăn cơm chưa bạn? Ăn món gì? Ăn phở hay là ăn hủ tiếu? Mình không có biết bữa cơm cuối cùng. Mình không có biết khi nào là bữa cơm cuối cùng hay là khi nào là comment cuối cùng đâu bạn ơi. Chào anh, chào bạn. Tối ăn cơm cho bạn. Ăn cơm với gì vậy? Hôm nay mình không ăn cơm. Mình ăn bánh khọt, rồi mình ăn canh bí rợ. Không phải canh bông bí rợ với cá điêu hồng chiên mà giờ muốn hết rồi cậu cái đầu không à. Do bữa nay đồ ăn nhiều cho nên chế cơm ăn cơm nữa ăn không hết đâu, nhiêu đây cũng hơi nhiều. Không đi chơi qua lung tung hả? Không bạn. Mình ở nhà mình cũng là cũng tổ chức qua lung tung được. Mình ở nhà mình vừa làm công việc nhà được, rồi cũng vừa tổ chức qua lung tung được luôn. Cái đầu cá là ngon nhất nhưng mà nó ít thịt, đúng rồi bạn. À, cái đầu cá chắc chủ yếu là bộ óc á. Ăn đầu cá mình nhai nát cái đầu ra. Cái là mình ăn được bộ óc ngon. Hello ông già, hello bạn. Vợ đâu không ăn chung. Vợ đi làm chưa về bạn? Ăn mình cho nó thoải mái. Có vợ ăn chung vừa vừa ăn vừa bị chửi. Dạ không mày ơi. Làm gì trễ vậy?
Nói chung là do cơm trưa mình ăn trễ, giờ kéo theo cơm tối ăn trễ luôn. Ngày nào cũng khoảng 6 rưỡi 7 giờ mình mới ăn. Một đứa lớp 4, đứa lớp 6 rồi bạn. Con chú học lớp mấy? Nhìn đứa học lớp 4, đứa học lớp 6 rồi. Sớm vậy mà kêu trễ nữa. Tùy theo người bạn. Tùy theo người ăn sớm, tùy theo người ăn trễ. Vợ chú làm gì mà về 8 giờ chú? Nói chung là do công việc. Sáng nó đi làm trễ, rồi chiều nó đi về trễ, miễn ngày đủ 8 tiếng thôi. Vợ thì làm cho công ty nước ngoài, làm trợ lý giám đốc hay gì các bạn, mình nghe nói vậy đó. Bí đỏ bị gì ngộ vậy? Cái này là bông bông bí đỏ chứ không phải bí đỏ. Xin dĩa trái cây đi chú. Cái món đó là món cuối cùng, là món ngon nhất của chú. Sao nỡ lòng nào xin vậy? Bí đỏ kêu là bí gì á? Là bí rợ. Ghê vậy chú. Hello cậu xe hai con. Ăn cơm chưa con? Ăn đầu cá điêu hầm là ngon nhất. Ngon hơn đầu cá lóc luôn. Đặc biệt là cá điêu hầm chiên ăn nó béo. Dĩa trái cây chấm với muối, hảo hảo. Bao phê, đúng rồi đó bạn. Mình thì thích ăn muối Tây Ninh hơn. Muối hảo hảo mình không có mua sẵn. Ăn muối Tây Ninh không à. Vợ làm trợ lý giám đốc thiệt chứ nghe nói gì chồng. Thì lúc đó anh biết là vậy, không biết sao này có đổi không, anh không biết. Dạ rồi. Đầu cá là phải nhai cái đầu tan nát hết mới gọi là ăn đầu cá bạn. Ăn vậy nó mới ngon. Rồi, xong. Coi như là 80% là ăn xong rồi đó. Vậy em nghĩ về là bà chủ cửa hàng ông xã nha. Ok vợ. Em nghĩ đây giờ hai mình livestream.
Hai vợ chồng chú hạnh phúc ghê. Coi vậy á bạn ơi, cứ lộn ầm ầm à. Dĩa trái cây ngon ghê. Trái cây với muối ớt từ lúc nào cũng kích thích con người ta. Hello chú, hôm nay ăn gì vậy? Hôm nay mình ăn rất nhiều món bạn. Mới vô là bánh khọt, kế đó là cá điêu hồng chiên, rồi tới canh bông bí đỏ, rồi cuối cùng mới là mặn muối ớt. Ghê chưa? Không lẽ giờ ăn trộm dĩa trái cây? Bạn mà thò tay ra lấy được mình cũng tặng bạn luôn. Con vô coi hơi trễ, xin lỗi chú nhiều. Không có gì đâu bạn, rảnh lúc nào coi lúc đó bạn. Chỗ cháu còn không có gì đây. Dâu đen á. Dâu là gì ta?